một sự thành công thực sự là mỹ mãn. Công Tiến xin được kính chào toàn thể quý các anh chị khu vực miền Nam Việt Nam nói riêng và toàn thể quý các anh chị của Việt Nam chúng ta nói chung. Hôm nay Công Tiến một lần nữa đủ duyên được trở về tới thị trấn Phú Long của Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận, thi công tiểu cảnh sân vườn hồ coi cho gia đình nhà anh Vinh. Vâng, anh Vinh giáo viên của một trường trung học của thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận. Video clip ngắn này Công Tiến sẽ ghi lại tất cả chi tiết về các hạng mục mà anh em trong đội thi công vừa hoàn tất đã được bàn giao cho gia chủ. Vâng, kính thưa quý các anh chị, tổng các hạng mục trong tiểu cảnh kỳ này của Công Tiến bao gồm tổng thể là 50m2, trong đó có 30m2 phần tiết diện của mặt nước, tức là phần của hồ cá coi. Công Tiến sẽ đi lại chi tiết để cho quý các anh chị cảm nhận được chi tiết của các hạng mục trong tiểu cảnh kỳ này. Vâng, anh em cũng đã vừa hoàn tất và đang chạy thử nghiệm để bàn giao cho gia chủ tác phẩm tiểu cảnh hồ coi và hòn Nam Bộ. Vâng, phía đây là phần tiết diện của mặt nước với tổng diện tích lên tới 50m, thì phần mặt nước của Công Tiến kỳ này có diện tích 30m2. Vâng, phần hồ coi kỳ này được Công Tiến thiết kế uốn lượn mềm mại giống như một hình dải lụa. Vâng, phía bên ngoài đây là hệ thống hút mặt. Vâng, đây là một hồ cá coi tiêu chuẩn với đầy đủ tất cả các thiết bị hiện đại. Công Tiến sẽ đi lại từng phần một để cho quý các anh chị cảm nhận. Và sản phẩm của chúng ta vừa làm xong và đang được bơm nước thử nghiệm, cho nên là mặt nước cũng chưa được trong. Phía bên cạnh đây là một chi tiết thổi luồng. Vâng, hệ thống thổi luồng sẽ đẩy toàn bộ váng mặt cũng như rác vào hút mặt. Và phía đây là hút mặt. Vâng, tiếp theo phía bên này là chi tiết thổi luồng thứ hai, và nước sẽ được đẩy tuần hoàn vòng tròn. Với diện tích 30m2 thì Công Tiến bố trí 2 điểm hút mặt. Và phía bên ngoài đây là một điểm hút mặt thứ hai. Để có một hào hồ cá coi tiêu chuẩn thì phải đòi hỏi một sự đồng bộ hóa giữa hệ thống thổi luồng, hút mặt, hút đáy cũng như công suất máy bơm và toàn bộ hệ thống thiết bị lọc phải đủ đạt các yếu tố về kích thước, khối lượng. Công Tiến sẽ đi lại phía bên này để cho quý anh chị thấy được hệ thống lọc nước. Và phía bên đây là khu vực xử lý nước gồm có 4 khoang. Khoang đầu tiên là khoang lắng. Khoang thứ hai Công Tiến sẽ thiết kế hệ thống bùi nhùi. Và với diện tích 30m2 thì hệ thống khoang lọc của chúng ta là 6m. Ô thứ hai là hệ thống của bùi nhùi chiếm diện tích 1,5m và tương đương với khoảng 150 chiếc bùi nhùi. Và ô thứ hai là Công Tiến sẽ đặt G-Map với diện tích 1,5m tương đương với khoảng 15m. Và khoang thứ ba là khoang đặt hệ thống UV cũng như là hệ thống bơm lùa. Và quý các anh chị có thể cảm nhận được hình thức bố cục của hồ coi kỳ này thực sự là một sự thành công cho đến giờ phút này. Vâng, chủ đề chính của chúng ta chính là hòn Nam Bộ thác nước phong thủy. Chắc chắn rằng đây sẽ là một kiệt tác thành công vô cùng tại khu vực miền Nam. Video ngắn này để cho quý các anh chị cảm nhận được thấy toàn bộ tất cả các chi tiết các hạng mục trong tiểu cảnh. Và đây là phần hòn Nam Bộ với chất liệu đá hộp đen, sở hữu một chiều cao lên tới 5m2 và một chiều cao lý tưởng. Bố cục của Tam Sơn và
chiều ngang cơ sở là vào 4m1, chiều sâu là 2,5m, trọng lượng của tác phẩm này tương đương với 30 tấn. Quý bác và anh chị có thể cảm nhận thực tế sản phẩm của chúng ta vừa thi công xong và đang được thử nghiệm. Hệ thống thác tràn được bố trí rất nghệ thuật, đồng điệu. Mọi thứ cảm tưởng như của thiên nhiên thu nhỏ lại. Và thiên nhiên thì cũng ban tặng cho con người rất nhiều những nguyên liệu khác nhau. Nhưng phải có những đôi bàn tay nghệ thuật, tư duy hiểu biết cũng như kinh nghiệm lâu năm trong nghề thì mới có thể hoàn tất và cho ra những tác phẩm nghệ thuật đẹp tinh tế như thế này. Quý các anh chị ở khu vực Sài Gòn nói riêng, sắp tới đây có nhu cầu được tư vấn thiết kế thi công về tiểu cảnh hồ Coi, Hồ Nam Bộ thì video ngắn này sẽ là thông điệp gửi tới quý các anh chị cảm nhận về trình độ tư duy cũng như tay nghề của anh em trong đội thi công Phạm Công Tiến. Các anh chị có nhu cầu liên hệ cho em theo số điện thoại 0982 519933 để Công Tiến có cơ hội chia sẻ cho quý các anh chị nhiều hơn. Công Tiến nhận tư vấn thiết kế thi công tiểu cảnh sân vườn hồ cá coi trên toàn đất nước Việt Nam. Tùy theo mỗi không gian cũng như tuổi mệnh của gia chủ đến với nghệ thuật tạo sơn Hòn Non Bộ của Công Tiến, quý các anh chị sẽ được chia sẻ một cách chuyên sâu về phong thủy ứng dụng. Và xin được mật bí với quý các anh chị với một tác phẩm như thế này là Công Tiến thi công trọn gói tổng diện tích tương đương với 50m, trong đó có 30m tiết diện của phần mặt nước, 20m là phần thảo nguyên phía bên ngoài. Vâng, đây phía bên ngoài đây chính là phần cỏ kim lụa được bố trí tạo lên một thảo nguyên xanh. Sự bố trí xen kẽ những cây hoa tạo lên cho chúng ta một sự tự nhiên. Với tác phẩm như thế này, Công Tiến nhận thi công trọn gói tương đương với khoảng trên dưới 500 triệu đồng. Công Tiến sẽ đi lại gần hơn chủ đề chính của chúng ta, đó chính là Hòn Non Bộ với thác nước phong thủy thực sự là tinh tế tự nhiên. Cho đến giờ phút này thì cảm giác như đây là một kiệt tác đề nghiệp, một sự thành công mỹ mãn. Vâng, tổng chiều cao lên tới 5m2, thực sự là rất đồ sộ tinh tế. Những khối đá tự nhiên hoàn toàn nguyên thủy vuông vức cho ta một nét tinh tế cảm tưởng như của thiên nhiên thu nhỏ. Vâng, tổng chiều cao lên tới 5m2, chiều ngang 4m5 và chiều sâu 2m5, trọng lượng tương đương với khoảng trên dưới 30 tấn, nằm trong một tiểu cảnh với tổng diện tích là 50m2. Và giá trị thi công trọn gói trong tác phẩm kỳ này là trên dưới 500 triệu đồng tại khu vực phía Nam. Tùy theo mỗi không gian, diện tích cũng như tuổi mệnh của gia chủ đến với nghệ thuật thi công tiểu cảnh sân vườn hồ Coi của Phạm Công Tiến, chắc chắn quý vị sẽ cảm thấy một sự am hiểu chuyên sâu từ lý thuyết cũng như thực hành, để cho quý các anh chị có những không gian, có những sản phẩm thực sự là tinh tế. Công Tiến sẽ đi lại phía bên trái để cho các anh chị cảm nhận về tác phẩm Hòn Non Bộ. Thực sự là một tác phẩm rất tâm đắc, đề nghiệp. Lần thứ hai Công Tiến có duyên được trở lại tỉnh Bình Thuận, và hôm nay là ngày 25 tháng 11 năm 2020, Công Tiến lại đủ duyên trở về tới thị trấn Phú Long của huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, thi công tiểu cảnh sân vườn hồ cá coi, đặc biệt là Hòn Non Bộ, cho gia đình nhà anh Vinh. Vâng, anh Vinh là một trong những giáo viên của một trường trung học của thị trấn, đã đủ duyên với Công Tiến. Và đến giờ phút này, sau
hơn 10 ngày thì tất cả những gì hứa hẹn đã trở thành hiện thực cho anh Vinh có một tác phẩm để đời và Công Tiến thêm một tác phẩm để nghiệp. Quý các anh chị sắp tới đây yêu thích nghệ thuật, có nhu cầu được thi công về tiểu cảnh sân vườn hồ coi Hòn Non Bộ, xin liên hệ cho Công Tiến theo số điện thoại 0982 519933 để Công Tiến có cơ hội chia sẻ cho quý các anh chị nhiều hơn. Và với hệ thống hút mặt, hút đáy, thổi luồng cũng như sự bố trí hệ thống lọc thực sự là công phu cũng như là hiện đại, đủ đạt các yếu tố về kỹ thuật, chất lượng cũng như là công năng sử dụng cho một cái hồ tiêu chuẩn để có thể nuôi được cá koi. Hệ thống thoát nước phong thủy ở đây thực sự là rất tinh tế. Ngoài việc tạo cho chúng ta cảm xúc khi chiêm ngưỡng thì lượng nước từ trên núi chảy xuống sẽ tạo ra một lượng oxy rất lớn để cho cá koi ở biên giới có thể phát triển một cách tốt hơn. Vâng, ngày 25 tháng 11 xin lỗi quý vị, ngày 25 tháng 12 năm 2020 dương lịch, thêm một tác phẩm để nghiệp nữa, Công Tiến lại ghi được một dấu ấn vô cùng là ấn tượng đặc sắc tại quê hương của Hàm Thuận Bắc, trung tâm thị trấn Phú Long. Quý các anh chị có nhu cầu được qua thực tế, nhất là các quý vị của khu vực Sài Gòn có thể qua đây trực tiếp chứng nghiệm được trình độ tay nghề cũng như là những nét nghệ thuật tinh tế mà Công Tiến đã thực sự thành công trong tác phẩm này. Vâng, Hòn Non Bộ của chúng ta với chiều cao lên tới 52 thực sự là vô cùng hùng vĩ, rực rỡ cả một góc vườn. Vâng, Công Tiến đi sang phía bên này, các anh chị có thể cảm nhận được toàn bộ khuôn viên của tiểu cảnh trong một góc vườn. Và với tác phẩm như thế này, tương đương với diện tích 50m², trong đó có 30m² tiết diện của phần mặt nước được thi công uốn lượn theo hình của một con suối nghệ thuật. Và Hòn Non Bộ sở hữu một chiều cao lên tới 5m2. Trọng lượng của tác phẩm Hòn Non Bộ này là 30 tấn và chất liệu của đá hộp đen, đá tự nhiên hoàn toàn. Quý vị và các bạn khu vực phía miền Nam muốn sở hữu một tác phẩm như thế này thì Công Tiến cũng xin được bật mí về giá trị thi công trong khoảng trên dưới 500 triệu là Công Tiến nhận thi công trọn gói cho tất cả các quý cô anh chị ở khu vực miền Nam rồi. Công Tiến nhận thi công bắt đầu từ công đoạn san đất, đào, đan thép và đổ bê tông cũng như hoàn thiện phần cuối cùng là lắp đặt hệ thống thiết bị để cho quý các anh chị được nhận sản phẩm khi và chỉ khi đủ đạt các yếu tố về chất lượng kỹ thuật. Đến lúc đó quý các anh chị chỉ việc thả cá thôi. Vâng, chủ đề chính của chúng ta xưa nay vẫn cứ là Hòn Non Bộ. Hòn Non Bộ vẫn là một điểm nhấn trong tiểu cảnh. Công Tiến sẽ đi lại gần hơn, chi tiết hơn. Vâng, sở hữu một chiều cao lên tới hơn 5m. Tác phẩm Hòn Non Bộ với chất liệu đá hộp đen của chúng ta thực sự là cực kỳ là tâm đắc đối với Công Tiến cho đến lúc này. Sự tinh tế nghệ thuật từ chi tiết cũng như từng phiến đá tạo lên cho chúng ta một sự tự nhiên hóa. Thank you.
quý các anh chị có nhu cầu được tư vấn thiết kế thi công tiểu cảnh hồ Coi, đặc biệt là hồ Nam Bộ, xin liên hệ cho Công Tiến theo số điện thoại 0982519933 để Công Tiến có cơ hội chia sẻ cho toàn thể quý các anh chị trên toàn quốc. Công Tiến mong muốn được sự quan tâm ủng hộ của quý các anh chị để cho Công Tiến ngày càng có thương hiệu, phát triển mạnh hơn, cống hiến được tài năng và tư duy, trình độ cũng như sức lực cho quý các anh chị có nhiều những tác phẩm nghệ thuật giá trị, tâm đắc. Và quý các anh chị có thể thắc mắc tại sao nước còn chưa được trong, thì thực sự ra đây là nước thử, đây là loạt nước đầu tiên sau khi mà anh em đã hoàn thiện xong phần thô, và hệ thống nước này sẽ được thay ít nhất là khoảng 3 đến 4 lần và ngâm trong thời gian tương đương với khoảng từ 2 tháng đến 3 tháng mới đủ các điều kiện, yếu tố môi trường cho con cá coi có thể phát triển được xong.